Chào tất cả các bạn, mình là Nguyễn Nhàn. Hôm nay mình tập hợp giới thiệu với các bạn một cái máy tính bảng Samsung Galaxy Tab A. Vừa nhớ là RAM 32GB, vừa nhớ RAM 3GB, dung lượng pin 650, độ chính nha các bạn. Và cái này có thể chúng ta sử dụng SIM 4 và cạch 6, sử dụng 64GB 8GB. Đây là sản phẩm của Samsung, Samsung Tab A T515, sản xuất năm 2019. Màn hình của em nó là 10.1 inch. Khi được lập hợp thì sướng lắm các bạn. Ta cố gắng đi làm dần dần từ màu sắc, chế màu nhiệt. Đây, điều chỉnh của chúng ta đây, em nó cũng chỉnh như vậy. Có một cục sạc. Dây sạc cộng dây từ IC, cây que chọc SIM dạng như của điện thoại Galaxy G7 rồi. Sách hướng dẫn gắn SIM, đưa SIM vào thẻ nhớ lạnh. Chúng ta sử dụng SIM năm lâu nha.